Hello, xin chào anh em. Hôm nay tôi nhận được một cái chiếc đài này của một bác ở Nha Trang, bác Long. Số điện thoại đuôi là 261. Có nhờ tôi sửa cái đài này. Thì nói chung tình trạng như sau. Vệ sinh. Bác này muốn này, vệ sinh sạch sẽ này. Kiểm tra phần radio không rõ tiếng, ù ù lắm, nhất là SVK1, VK2 này. Phần cơ không chạy hoàn chỉnh, làm hoàn chỉnh dùng tra dầu mỡ, nó hay kêu là rẹt, thay thấy hai dây loa mới ở phía sau, nếu có cần đài mới thì anh thay luôn nha, nghĩa là sẵn anh thay cho em hai dây loa mới. Chắc là dây cái đường này các bạn. Bác cũng gọi điện hỏi nói chuyện rồi. Trong cuộc nói chuyện bác ấy cũng nói là thay hai cái này. Thay dây. Chắc là thay dây này, này. Tôi nghĩ là chúng ta nên cần một cái công tắc vào đây. Để tôi sẽ làm cái công tắc cho bác ấy. Này, tôi vừa cắm điện vào, thế test thử xem nhé. Băng này không thấy chạy này. Ồ, im luôn này, không quay luôn này. Reverse không quay. Tua không quay. Mà bấm tôi cảm thấy rít rít này. Cái nút này nó nặng hơn bình thường rất là nảy. Đấy, ấn xuống cảm giác nó không đàn hồi, hoặc là đàn hồi nó yếu. Đấy, giống như là bị kẹt xuống. Đấy, thả tay ra lúc nó mới bật. Đây là tình trạng băng. Đấy, nhiều lúc là diễn đạt bằng lời hay bằng viết bằng chữ nó khó tả cái lỗi. Đấy, các bác phải nhìn lỗi nó bị như vậy này. Ồ, hai cái bánh này là phải thay rồi bác này. Hai bánh này phải thay rồi. Bây giờ hiện tại chưa có nhé. Hiện tại tôi đang đặt hàng mấy cái bánh này đang về. Cho nên là khả năng là hôm nay hoặc ngày mai, ngày kia cũng chưa sửa được luôn đâu. Phải đợi khoảng ít nhất là 4-5 hôm nữa thì bánh tì này về thì mới sửa được. Đây, cái bánh này là hỏng rồi. Đấy, đây còn chưa kể là nó chưa quay thì chưa biết như thế nào. Ok, đấy là một vấn đề đã. Xem, đấy là vấn đề về cassette này. Radio, xem radio nhé. Radio FM. Thanks very much for everybody. Social distance will be in place. So remember to wear mask and keep a safe distance from one another. Nó chỉ gạt đến đây không gạt lên được nữa này, không biết bị sao. Cứng. Cái này gạt lên thoải mái. Có nói là các kênh SVK1, SVK2 này yếu này. Để tôi xem nhé. Không thấy bắt được đài gì.
khi mình lựa chọn thì cũng là với vô lượng là tốt. Đấy, thì cái điểm nào mà có thể mang tính chất là có ý nghĩa lịch sử một tí, có ý nghĩa mà về nguồn một tí, thế nên ra là mới chọn cái địa điểm là thôn Đồn Đèn, xã Khai Vĩnh. Đó thì nó có bị lầm á, sai rồi, không bị hết. Cảm ơn các em vẫn đến nét mà khá nét. Cái này cũng vẫn cần phải chỉnh lại. Thì bác Tài Hoàng Phúc đây có nói như thế này. Ngon lành này. Có nhiều lúc mà tức em ngon lành nhỉ bác. Xuống đá một cái. Chắc là hai cái này tí nữa tôi sẽ nhưng mà đá tháo ra chỉnh xong. Đá vào bánh xe. Bây giờ thì chưa tháo, chưa biết như thế nào. Thì hiện tại thì tôi sẽ phải chữa những cái bệnh sau này. Thay hai bánh tì này, này với lại làm cho nó quay này. Đây cái thứ nhất, thứ hai là chỉnh SVK 1, SVK 2 này cho nó bắt nét hơn này. Ba đó là thay thêm cái công tắc vào đây. Ok, tạm thời thế đã. Còn sau này nếu mà ví dụ như cái này có kẹt cái gì thì chỉnh được thì chỉnh. Rồi tính xong. Này chắc là vẫn còn ok. Bằng, không quay được. Cái này cũng không quay luôn. Quên một vấn đề nữa là thay cái anten này cho bác nữa. Anten này nó ngắn hơn anten zin một chút nhưng mà cũng ok. Chúng ta kéo dài cái chỗ này ra vẫn ok. Đấy, tại vì là đang hết anten. Đấy, bác nhá. Anten của bác ấy bị khủng. Bác ấy yêu cầu thay này. Và nói chung là làm, nói chung là đánh bóng làm mới lại, xịt dầu lại một số. Tôi vừa mở ra đây, do không cái có cái giữ máy quay thì phải đặt cái điện thoại xuống. Ôi giời, cái dây loa đứt rồi này. Và đã bị đứt. Để tôi cắm điện vào xem nhá, xem nó có quay không nhá. Tức là xem motor quay không, motor quay thì cái motor này không quay rồi, sao thế nhỉ? Hai điện không vào. Xem này. Rồi, điện vào mà. Đấy, gạt xuống thôi nhé. Tắt flash đi. Tắt đi này. Đấy. Điện vào mà motor không quay. Vào motor không quay này. Đây này, đây là cái motor này. Nó đứng im luôn. Đấy, nó quay thì nó phải quay tít mù luôn. Đang nhìn rõ cái này. Như vậy là ui giời, đây nữa này. Đây cái dây loa nữa này. Dây loa này. Được tan tành hết này. Hai cái dây. Cái này xem nào. Điện vào mà không quay. Xem cái rắc. Rắc cắm vẫn ok. Rắc cắm vẫn ok. Chắc cái lẫy này. Cái lẫy này không lên này. Bình thường cái lẫy đồng này thì khi chạm vào nhau nó sẽ quay. Vẫn không quay này. Vẫn không quay luôn. Dạ. Vậy là cái bệnh này này khá nặng này. Định tháo ra sau nhưng mà thôi tiện đây tháo xem bệnh bên trong luôn này. Đấy. Bình thường chạm những cái lá đồng này vào nhau thì nó sẽ chạy. Nhưng mà bây giờ chạm vào nó không chạy gì cả. Hơi lạ đấy. Có nghĩa là điện nó không vào đây.
bệnh cái này nó hơi gay đấy nhỉ, hơi căng ấy. Xà motor quay, nếu motor quay thì điện vào motor thì ok, nó hoạt động ngay, chúng ta chỉ cần thay dây loa, nhưng mà không thấy điện vào đây luôn, thế mới lạ. Hay là liệu ở đằng trước có vấn đề gì không? Đây tôi sẽ đi lấy cái kẹp về kẹp nhé, quay ghi hình cho các bác luôn. Ok, đi lấy cái cọc về được rồi các bác. Căng đây, căng đây. Con này hơi căng các bác. Đấy, tranh thủ vừa thu băng cho một bạn. Con QT, con sắt và QT88 nhé. Cho bạn gì chưa làm được đấy nhá. Mấy ngày bận quá. Hôm qua mất nước cả ngày đấy, mất nước chả làm được cái gì. Mất nước không có không biết rửa tay. À, xem nào. Để giúp cái này lại. Xem nó bị sao ạ. Sao mà điện không vào, hơi gay gò này. Con tụ dưới này. Này, các bác tự nhiên có tụ lên, chắc là bị hàn thêm rồi. À, đường này là đường gì mà hàn tụ còn nghi lắm, nghi là mất stereo. Đấy, mặc định của nó, nhà sản xuất của nó thì không bao giờ người ta làm tụ ngược xuống này, chỗ này các bạn. Đây này. Đấy. Cái này chắc là đi thợ nào sửa cho vào thêm rồi. Chắc chắn 100% luôn. Chỉ có mấy cái này chạm vào nhau thôi mà motor nó không chạy, lạ thật. Đây nhá, để hồ đấy nhá các bác nhá. Đấy, các bác nhìn số đấy. Để 20V. Xem nào, xem motor nó chạy không đấy. Ok, cắm điện vào rồi. Motor vẫn không chạy. Thì đó điện đây xem nha, các bạn nhìn số này. Sao thấy số nó nhảy nó tung. Rồi. Một 9V các bạn. Vậy là điện nó không vào đây. 2V thì không đủ điện. Đây các bác nhìn số. 2V thì nó sẽ không đủ điện để cho cái motor đấy chạy. Vậy là khả năng là cái motor không bị sao. Đã, bây giờ lại không vào nữa. À đây, 1,9 đây. Có khi chết mấy con này rồi thì cũng nguy hiểm đấy. Đấy, hình như là chạy motor rồi. Xem này.
đấy 7V này bao nhiêu thế đấy, bây giờ tự nhiên motor chạy này lạ motor chạy kêu rè rè đấy, lên 7,78V. Làm con này chắc là con này đây, tôi gạt con này thì có tín hiệu motor chạy 7V này. Đó, bây giờ phải hàn đứt cái dây ra thắt tiêu cho an toàn, rời dây ra làm việc cho nó dễ. Ok đó, chắc là cái con này nó bị lỏng rồi, con này bị lỏng hoặc là bị chết bị sao đó. May là nó không chết. Đây bị lỏng đây rồi các bác ơi, lỏng chân ở đây. Ok hàng luôn mấy chân nghi ngờ. Ok đã xong, bây giờ xem nào, nó chạy chưa? Không chạy nhỉ, xem thế nhỉ. Đây chạy rồi này các bạn, vẫn lỏng các bạn, vẫn lỏng. Lỏng hay là nó sắp tạch rồi cũng nên, chả biết được, thử hàn xem nào, hàn vào các mối xung quanh nó chắc ăn thế nào. Rồi ok xem nào, các bác chú ý cái này nhé, nhìn xa hơi khó nhưng mà nó quay biết ngay. Đây bây giờ nó không quay. Đấy, nó quay, tôi chấm vào cho các bác nhìn dễ. Đấy, nó quay biết ngay, giữ động vào nó quay này. Đấy, đấy, thả ra nó vẫn quay, nhưng mà tắt đi này, bấm play nó không quay luôn này. Động vào thì nó lại quay, thế chứng tỏ là nó sắp đi rồi.
gầy đấy, con này đi gầy đấy. Đây chỉ là một một biểu hiện của nó nha các bác nhé. Đấy, chưa chưa kể là những cái biểu hiện khác thì tôi cũng chưa còn chưa tìm hiểu hết đây. Tôi thấy cái gì đập vào mắt tôi xử lý luôn. Tiện đang gọi là thời gian rảnh rảnh chút. Ông đang gọi lấy hàng nhưng mà chưa lấy được. Thấy gọi điện suốt không biết được. Được lúc không như này, khả năng con này đi rồi các bạn. Con đây là con D1761 này. Ok, thì các bác ở đây tôi tìm được tôi có một con D761 đây. Con bên trái là con mới, còn con tôi đánh dấu chấm đây là con cũ của người này. Bây giờ để tôi test con mới thử xem nhá. Con cũ tôi để ra bên đây, để đây đi. Để test sang con này xem nó có chạy không. Bấm play trước này. Mặt kia là nó ở thế này. Ok các bác. Đây sau khi hàn xong này. Xem nào. Motor rất yếu các bạn. Và để tôi đo cái điện motor xem có đủ điện không nha. Đây là hai chân motor này. Đấy, nó quay rất yếu luôn. Đây. Quay xem đồng hồ nha, đồng hồ kia. Đó hai chân motor xem, đây chính hai chân motor này. Đây nó hai cái dây ấy. Dây đỏ với dây trắng đây. Để tôi gạt chặn cái này này. Đây, có điện này. Đấy, nó quay này. Rất yếu luôn. Đấy, 2V. Hai phẩy mấy vôn, 3V. 3V thì khả năng là cái này gầy. Đấy, 15V này. Điện vào đây vẫn ok các bạn. 15V này. Mạnh phết đây. 15V. Qua đến đây. 15V. Qua đến đây vẫn 15V. Nó sẽ tiếp xúc với cái chỗ này. Ok thưa các bác, sau một hồi đo đạc thì tôi phát hiện là cái mảnh mảng này nó bị
chết con gì đó đây rồi, không biết rõ lắm, nhưng mà đại khái tôi sẽ thay cái mảng này, tôi sẽ thay nguyên cái mảng này nhé. Đây tôi có mảng ở đây, tôi sẽ thay sang để đỡ mất thời gian. Ok, đây tôi sẽ thay thế mảng này. Sẽ thay cái này sang cho bác ấy này, và sẽ tất nhiên nó sẽ rút cái cũ ra. Đây nó cái cũ nó lại cái này. Thế làm video cho anh em xem luôn nhé, và tiện cho bác ấy xem luôn để biết là con đài mình cần sửa những gì. Thực ra là nó chết một con gì đấy ở trong cái bảng mạch này thôi, nhưng mà tôi không dành đo lắm, mà đo nó mất thời gian, kiểm tra từng con một mệt lắm. Ra đây còn cái motor đây nữa, quên mất. Hai cực motor nữa. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ tách rời cái cũ ra được này. Đây là cái cũ này các bác này. Đấy, nhìn bóng tấn thế thôi nhưng mà nó bị chết con gì trong này rồi. Có khi con diốt này cũng nên. Đấy, bây giờ tìm diốt cũng không có đâu. Thì có cái mảng này tôi thay luôn thôi. Đấy, ví dụ chết con diốt này. Đây là nhìn ít ít thế thôi nhưng mà đó nó mất thời gian lắm các bác. Đấy, tôi mạn phép tôi thay luôn nhé. Có gì không phải nó các bộ qua này. Đó. Thì tôi làm trong khả năng của tôi thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ hàn lại cái chân này. Rồi, bây giờ sẽ làm màn test đây. Các bác nhớ nhìn là nhìn cái này nó quay nhá. À, hơi mờ tí. Đến mức không lấy nét này. Đây. Đấy, các bác nhìn cái motor nó quay nhá. Xem nó quay như thế nào so với cái cũ. À, quên cái này chưa cắm. Cái này cắm qua dưới thôi nhưng mà test thử cắm qua trên này. Ok. Đấy, quay tít rồi các bác ơi. Thấy chưa? Các bác nhìn này, thấy chưa? Bây giờ giữ lại không được này. Giữ lại bỏng tay ngay. Đấy. Nó phải như này mới đúng. Điện vào này, ngon lành, thấy chưa? Đấy, các bác có nghe tiếng không? Tiếng motor quay rè rè, rè luôn. Đây, gần cho các bác nhìn dễ. Chỉ cần gạt hai cái lá đồng này. Đấy. Kêu rè rè ngay. Đấy, nó phải quay khỏe như thế mà. Các bác nhìn trong camera thì cái chấm trắng này nó có vẻ là lộn xộn, nhưng mà ở ngoài nó quay rất nhanh. Nhìn có vẻ như là quay chậm lắm ấy. Nhưng mà sờ vào là bỏng cái tay các bạn. Cắt tay như chơi đấy. Đấy, như thế thì mới đạt chuẩn của cái motor. Ok, vậy là xong cái phần này.
Xong cái phần này coi như là bây giờ tôi sẽ cho thay cho bác ấy hai dây Cura vào đây nữa. Một dây sẽ vào đây và một dây sẽ vào cái đen này. Ok. Nó sẽ ngăn lành ngay. À nhưng mà các bác ạ, bây giờ tôi phải chờ cái chờ mấy hôm nữa có cái này đã các bác ạ. Đây này, cái bánh này là bánh không ổn rồi này. Bánh như vậy là gần như là bỏ đi rồi. Không phải gần mà là bỏ luôn ấy. Tôi phải chờ cái này nhá. Mới có bánh để cho vào đây thì mới quay được các bác ạ. Còn bây giờ chỉ thay dây Cura thôi. Thay dây Cura nó chỉ quay được cái này chứ không quay được cái này. Chắc là phải hẹn các bác ở phần sau của video, tại vì nó khá dài đấy. Đây, cái này thì sẽ lắp vào đây. Cái tạch tạch có khi là do cái này.
Đó. Bây giờ tôi sẽ cắm điện vào để play, bấm play cho các bác xem. Đấy. Nó chỉ quay được đây. Nó chỉ quay được cái phần trên này. Nó còn chả thèm quay nữa nhỉ. Sao đây nhỉ? À. Xem nào. Hiện ra thì ồ. Thế lại cái cơ này lại bị hỏng nữa. Lại cái cơ này đi rồi các bạn. Quay cái này thì cái này nó phải quay mới đúng. Cái này nó không quay. Đây. Cái này hoặc là cái bánh răng này nó quay. Đấy. Thì nếu mà chúng ta bấm ri thì bên này nó sẽ quay. Bánh răng này. Một trong hai bánh răng này phải quay. Còn nếu cho băng vào thì nó sẽ quay cả hai. Đây này. Để nó cuộn cuộn băng, bấm reverse cũng không được này. Bấm reverse này. À đây, quay đây rồi. Bấm lại xem nào. Không được luôn. Bây giờ tôi đang không có bộ cơ này, không biết là kiểu gì đây. Đấy, nó phải quay như này. Bây giờ là quay rồi đấy. Đây này, các bác nhìn kỹ này. Cái bánh răng dưới này quay thì cái chốt này nó sẽ quay này. Đấy. Bấm reverse xem nhá. Không được này. À được này. À, lúc được lúc không này. Đấy. Đấy được rồi, bây giờ thì có vẻ quay rồi nhưng mà bấm reverse lúc được lúc không, reverse là cái nút lật mặt đi các bác ạ. Đấy. Cái nút lật mặt băng đây này. Nó là chính là cái lẫy này này. Cái cần gạt này này, gạt lên thì nó lật sang kia đấy, lúc được lúc không này. Chỉ tỏ cái cơ này có vấn đề rồi các bác ạ. Cơ này có vấn đề với cái cần gạt này. Cái này không biết là tôi có xử lý được không. Đây là con bồ sẻ ra hơi mệt đấy các bạn. À quên cái lò xo nó bật ra tí về lắp lại này. Ok, tóm lại là video này chắc chỉ là phần 1 thôi. Phần 2 tôi sẽ chữa thêm một số bệnh, tại vì bây giờ không có đồ. Thậm chí có khi bộ cơ này không biết là tôi có khắc phục được không. Đấy, nó rất là nhiều vấn đề. Vậy chưa nói đến cái vấn đề radio. Đây, cái lò xo này chia sẻ với các bác luôn này. Cách gắn lò xo này vào luôn này. Đây, nó sẽ ở như này. Đó. Cầm reverse xem nào. Lật mặt được này. Lật về chỗ cũ không được. Ok, cái này còn sửa nhiều. Chắc phải tháo búng bét ra hết này. Camera không thể ghi hình được tất cả được các bạn. Rồi, cảm ơn mọi người. Các bạn, đây chính là nguyên nhân này. Nguyên nhân mà nó không reverse được này. Tôi bấm play nha. Đây tôi lấy cái này chỉ cho dễ này. Cái miếng trắng trắng này này, nó không không đẩy được cái chốt này thì nó không lật được.
Đấy, bây giờ nó lật được nhé. Để tôi bấm lên. Đấy. Nó không 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 đẩy lên được nữa. Nếu mà chúng ta đẩy được nữa thì cái bánh này mới dừng, bánh răng này mới dừng này. Và sẽ chuyển sang bánh răng bên phải để quay. Đây, ví dụ tôi gạt lên này. Đấy. Bánh răng này dừng này, bánh răng này dừng này. Đấy. Rồi tôi gạt lên lần nữa này. Đây là nó quay tiếp này. Đấy. Thế là mỗi lần gạt lên là chúng ta sẽ reverse đấy, lật mặt đấy. Đấy, nhưng mà cái phần trắng trắng này này. Chắc là cái lẫy cái lò xo này nó yếu, nó không gạt ép cái này vào đây được. Thì thành ra là khi chúng ta bấm lên ấy, nó hơi bị trượt hoặc là nó không đẩy tới. Đấy. Không đẩy tới cái chốt trắng kia. Không đẩy tới cái chốt trắng kia đến vị trí nó cần đến thì nó sẽ bị. Ok, các bạn đang quay thì lại có điện thoại, lại phải ngắt video giữa chừng ấy, nhiều lúc là nó thế. Đa số tôi toàn giao dịch qua điện thoại cho nên là đây là do cái này này, nó đẩy không lên này. Đấy. Các bạn nhìn. Đẩy nó không đẩy cái chốt trắng kia lên tới đích được. Chưa đi chợ mà đã hết tiền đấy, kiểu như thế. Thành ra là nó không lật mặt băng được các bạn. Bây giờ chúng ta phải một là bẻ cái lò xo này để cho nó ép vào đây nó ấy hơn. Nó sát cái chốt trắng ở trên hơn. Hai là chúng ta phải dùng cái gì đó đệm cái miếng này chỉ để cho nó đẩy lên. Đó, chỉ có hai cách đấy thôi. Còn không cách nào khác, tại vì là nguyên bản của nó có lẽ là như thế, nhưng mà do dùng nhiều thời gian thì mỗi cái nó dơ một tí, thành ra là nó tạo cái độ lệch như vậy. Ok, còn bây giờ mình không thể làm hoàn nguyên như ban đầu được nữa, tại vì nó đã mòn rồi. Đó. Ví dụ này, đẩy lên này. Không được. Cố đẩy nhưng không đến. Đấy. Cố tí nữa thì đến. Đấy, ví dụ này. Gạt bằng tay lên thì ok ngay. Đấy. Cái nó làm như này còn để ví dụ gạt quá nó còn trượt nữa cơ. Đấy, cũng khó để tức là để cái miếng này nó phải trượt đi qua đấy. Nó vẫn đẩy lên được ok. Mà cái này không thể đẩy lên được nữa. Đấy. Cái miếng chốt này mà đẩy lên được thì quá ok luôn. Chốt trắng này. Chốt trắng đằng trước này. Đây. Nó đẩy thì cái chốt trắng này lên này. Đấy. Khi gạt này lên thì nó sẽ lên theo này. Chốt trắng này mà lên được như này thì chắc là ok này. Đấy, nó lên như này là ok ngay. Nó chỉ lên đây. Không được nhỉ. Đấy, nó lên đây là ok. À, cũng không được các bạn. Chốt này lên cũng không được. Lâu lâu được thì cũng bằng thế. Nó phải 100% thì mới được. Thôi, tóm lại là tôi phải làm cách nào đó để cho cái này nó ép vào, sát vào đây. Ok, giờ đã khắc phục xong cái hiện tượng không reverse được này các bạn này. Các bạn nhìn này. Đấy, bấm cái đang ngon lành ngay. Đấy. 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 Thành trượt, các bạn nhìn thành trượt, nó trượt là ok. Cái này, cái các bác chú ý bánh răng này này. Lúc dừng, lúc quay là được này. Tôi bấm cái là quay này. Đấy. Tôi bấm cái nữa là dừng này. Đấy. Nó chuyển sang bên này. Chuyển hai bánh này, chuyển sang cho nhau. Thế thì tôi xin chia sẻ với mọi người luôn, đó là tôi chèn một ít cái gọi là cái lõi của cái bông ngoài tai, chèn vào cái gọi là bọc vào cái thanh ở trong, thanh đen đen này này đấy, để cho cái chốt dưới nó gạt lên, nó chạm đến thì nó sẽ đủ cái hành trình để mà gạt cái chốt trắng này lên trên cao hơn thì nó sẽ reverse được. Đại khái là nó thế đấy. Ok, cách này rất là khoa học luôn. Không biết có ai nghĩ ra như tôi không nhỉ.
mình mà làm trong nghề ngành kỹ sư thì chắc cũng ngang bọn Nhật đấy. Đấy, ba nhìn này, revert ngon lành, không trượt phát nào luôn. Đó, thì ở đây thì em ở đây thì chúng ta làm như vậy nó sẽ tạo cái độ trơn, dùng cái nhựa của cái tăm bông ấy, cái lõi của tăm bông ấy thì nó cũng bằng nhựa, cho nên là nó hành trình nó trơn, nó gạt được cái chốt trắng này, gạt lên đấy, chốt trắng này gạt đây, các bác nhìn bên trong này, cái nhựa trắng kia tôi bọc vào, tôi cắt ra một nửa rồi tôi bọc vào, thực ra tôi rạch ra một rãnh tôi bọc vào đấy. Bây giờ gạt lên thì nó sẽ đầy đủ hành trình hơn và nó sẽ report được luôn. Đấy, các bác nhìn hai cái này. Đấy, ngon lành chưa? Cách này cũng rất là khoa học. Đấy, đảm bảo là dùng rất là lâu luôn. Đấy. Ok. Revert ngon lành luôn. Thực ra là tôi cũng muốn khôi phục vào lại như ban đầu, nhưng mà là như lúc nãy tôi trình bày là nó mòn rồi, cho nên là chúng ta không thể khôi phục được lại như cũ được, bắt buộc phải làm như vậy thôi. Đấy, còn cái việc bánh xe thì bánh tì, hai bánh tì này tôi sẽ chờ hàng về, tôi sẽ bắt thêm. Quý vị, tôi sẽ mô phỏng lại cái cách này để cho mọi người cũng biết nhé. Đây, tôi sẽ làm lại. Đây chính là chúng ta ép vào cái trục này, ép vào cái vị trí này. Đó, bây giờ cái bông ngoài tai như này. Đấy, bông ngoài tai như vậy. Bây giờ làm cho các bạn luôn này. Tôi zoom lại gần để nhìn dễ. Ok. Dao cùn. Ok. Sau đó chúng ta dùng keo. Keo 2000. Keo 2000 này. Keo 2000 này. Chúng ta dán. Dán vào cái chỗ này. Đấy, chúng ta để như vậy. Để như vậy. Rồi chúng ta cắt bớt cái phần này đi. Ok. Đây, cho các bạn xem gần. Thì cái này chính là cái bộ phận của cái bộ cơ ở đây. Đây chỉ là một cái bộ cơ để mô phỏng cho các bạn thôi. Thực ra tôi làm xong ở kia rồi. Đây, nó nằm ở vị trí này. Khi lắp vào thì các bạn nhớ móc cái lò xo này trước. Tôi lắp vào luôn chứ. Đấy. Kéo rồi cho cái lỗ này vào vị trí của cái chốt này. Rồi cho cái đầu đen này. Đầu đen này cho xuống dưới miếng tôn này. Đấy, cho xuống dưới miếng tôn trước, sau đó chỉnh cái vị trí này vào đây. Ok. Xong nhớ là như hai con chốt này nữa. Thưa bác, đây là cái con 1110 của bác ở Nha Trang, Khánh Hòa đây.
Tôi vừa cấy thêm cái công tắc cho bác đấy đây. Đấy, để khi đây, công tắc đây. Đó, tôi sẽ test thử nhé. Đó, tôi vừa cắm cái này nào. Bình thường thì chúng ta gạt lên nghe radio này. Đấy, còn bác nếu mà bác nghe lại in, bác sẽ phải gạt sang bên này. Rồi vặn volume xuống, nhỏ xuống một chút để phòng. Rồi tôi sẽ mở cái ok. Đây, chỉnh những cái này lên này. Lại bị cái này. Thì đã chỉnh lại cái này sau này. Là bị mất. Như vậy bác không cần phải bấm play nữa, chỉ việc gạt sang radio để mà nghe thôi. Còn nếu muốn nghe lại radio thì chúng ta lại phải gạt sang cái này. Đấy. Ok. Tôi sẽ chỉnh lại cái này lại. Đây, đây là quá trình tôi đánh võng những cái nút này này các bác này. Đấy. Vừa đánh xong thì nó rất là sáng luôn. Đây, chưa kịp lau sạch. Lau sạch nó còn sáng nữa. Nó là muốn biết những cái chất mà tôi sử dụng để làm bóng như này, có thể quay lại cái video tôi chia sẻ là làm sạch cái nút của Sony 1000S. Tôi đã làm video về cái này rồi. Ok. Đấy. Đây là hai cái bánh tì, hai cái chốt của hai bánh tì này bị gì này. Không biết là nó ổn không. Gì hết rồi các bạn. Đầu từ thì nhìn nhìn qua thì còn khá là mới. Đó, bây giờ thì mình sẽ thay cái bánh tì nhé. Ok, đây là những cái chốt nó bị rỉ một chút rồi. Không biết là rỉ nó, tức là rỉ nó to ra hay là rỉ nó lõm vào. Rỉ mà nó lở từng mảng này nguy hiểm. Giờ tôi phải rút cái nhựa ra đi các bạn. Rút nhựa ra. Cái nhựa này chất dính ở đây. À, nó vẫn quay. Có cái nó chất dính ở đây giống như là chúng ta nhỏ keo vào nó không động đậy tí nào luôn các bạn. Đấy là có những cái trường hợp nó xấu như thế. Tại vì chúng ta để lâu quá. Cái này còn quay được như vậy là lấy ra nó đỡ hơn. Không biết bên này tin theo. Bên này có vẻ là chưa thấy động đậy gì. Ok, phải phá đi cho nhanh nhỉ. Tại vì cái nhựa này không thể dùng được rồi. À, vậy là thanh sắt vẫn còn khá là ok. Thanh sắt này này, thanh trục này vẫn còn ok. Đây, quay gần cho các bác xem. Như vậy là nó không bị gì lắm. Đấy, cái trục này như này là nó vẫn còn hơi ngon đấy. Nó hơi bị han một chút thôi, không sao. Đấy, và còn cái chốt trên này thì ok này. Đấy.
tại vì có cái hai long đen chặn này tôi vẫn giữ được này. Đấy, chúng ta không chú ý là mất hai cái long đen đấy là nó cũng hơi mệt đấy. Quấn dây đồng cũng được thôi nhỉ, quấn nó mất thẩm mỹ. Ok, bên này ngon rồi, tôi xem bên này à. Dùng tìm cắt luôn cho nhanh. Cái bên trái thì lắp ok rồi các bạn. Đấy. To ngon lành. Ok, bây giờ mình sẽ test thử nhé. Mẹ nó chưa gọi là chưa được trơn cho lắm cho nên nó. Đầu từ cũng khá mòn các bạn, tiếng nó không được sáng, nhìn thì không thấy mòn mấy đâu nhưng mà tiếng nó không được sáng lắm rồi. Một tay ấn mà không giữ trên này nó úp xuống. Đấy, ngon lành à. Đấy, volume không sột soạt rồi nhá. Quanh năm cày cấy cho nhà Việt Nam.
giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ như lời anh nhắn nhủ thăm vườn rác. Cái radio. Tôi đến từ tỉnh Giang Tô của Trung Quốc. Tôi thấy lễ hội Thu Nhột, nếu mặt mũi bạn càng đen thì có nghĩa là bạn càng có nhiều lời chúc phúc. Tôi cảm nhận được không khí náo nhiệt của lễ hội. Mặt đen là một trong. Anh này bây giờ nhá, cùng nhau nghe một. Nhưng em thì được cái này. Mấy cái băng còn lại không, tôi không có kinh nghiệm nhiều cho nên là chỉ được như vậy thôi, mong bạn thông cảm nhé. Đấy. Ban ngày thì bắt được nhiều đài đấy. Có lúc chả thấy đài nào. Về biết đâu lại bạn dò lại được, có thể. Tại vì có lúc thấy được lúc không. Okay.